ông Tây. Đó là ông Tây đó. Ông Tây. Dỗ ông Tây hết, tôi thấy bà đầm. Dỗ ông Tây hết đi. Dỗ hết ông Tây hết bà đầm. Ông Tây nè đúng không? Ông Tây, dỗ ông Tây luôn nè. Ta. Ta. Dỗ ông Tây. Dựng á, dựng lên. Dựng lên. Lên nằm đó. Thấy bà đầm không? Dạ. Trời ơi, cái phao câu béo. Béo ngậy luôn á. Đau. Thông cảm đi cả nhà ơi, vì chỉnh ra đó, chỉnh tới vậy nó ngộ. Từ 7 giờ sáng hả? Từ 7 giờ sáng tới 10 giờ. Song Hỷ xin kính chào ông bà cô chú và các chị đang xem kênh Song Hỷ Vlog nha. Cả nhà ơi, hiện tại thì Song Hỷ đang có mặt tại thị xã Tịnh Biên, An Giang nha cả nhà. Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 4 2024, còn gọi là ngày Thanh Minh. Thanh Minh trong tiết tháng 3, lễ là tảo mồ, lễ là đạp hanh. Thì tại sao mà tháng 4 thì năm nay là năm nhuần cả nhà ơi, nhuần một tháng. Mà ở dưới là 26 tháng 2 2024. Hôm nay gia đình của Song Hỷ cũng đi tảo mộ ông bà để mà làm cỏ, rồi thường thì một năm thì hai lần. Trước Tết thì Song Hỷ cũng đã chia sẻ rồi là làm cũng làm cỏ này kia ăn để mà cho ông bà ăn Tết. Thì giờ là chuẩn bị là vô Thanh Minh của người Việt. Thường là hình như em nhớ là không làm là Thanh Minh này là của người Hoa hết ta. Bắt nguồn từ người Hoa, nhưng mà bây giờ thì người Việt thì nhà nhà nào ai cũng đi cúng. Thì một năm chúng hai lần để mà dọn cho mã của ông, mã không gọi là mộ á, mộ của ông bà dòng họ, cho nó sạch sẽ hơn, nó tôm tắt hơn, nó không có bị dơ hoặc là bị cỏ đó. Giờ thì một năm thì bà con trong gia đình đến rất là đông đây, mấy mợ mấy dì mấy cậu. Mình bây giờ mình sẽ đi qua cái khu cúng ông ngoại trước đi. Mình sẽ chia sẻ tiếp. Song Hỷ sáng này Song Hỷ đi cùng với mẹ. Đi với mẹ vào sau, đi bàn xe của Song Hỷ. Đây là mộ của ông ngoại. Cũng như ngày Tết của các Thanh Minh, chúng con trong những cái hàng tháng lúc nào cũng tâm lành, cũng lúc nào cũng làm nhiều điều tốt lành, chuyển nguyện để hồi hướng cho cái phước lành cầu siêu cho chủ quyền chúng con và chúng sanh được chúng sanh tịnh độ khởi. Cầu nguyện cho chúng con cầu nguyện chủ quyền chúng con. Đây là phần mộ của ông ngoại của Song Hỷ. Thường thì trên kênh của Song Hỷ cũng chia sẻ rất là nhiều lần, vì một năm hình như là từ lúc mà Song Hỷ làm YouTube tới bây giờ thì cái phần mà chia sẻ về cái phần Thanh Minh á, tạo mộ thì khoảng 3 lần, lần này lần thứ tư. Thì bà con cô bác thì trong dòng họ thì một năm sẽ tụ lại một ngày, là ngày Thanh Minh là ngày đông nhất. Còn ngày cuối năm thì nhiều khi đôi khi cũng có bao nhiêu công việc bận rộn nên cũng ít hơn. Hôm nay thì đông hơn. Trên cái bàn thờ chỗ này của cúng trên phần mộ của ba thì cũng đặt những cái món ăn của ông ngoại. Thì có những cái món ăn là món chay cũng có, món mặn cũng có, món bánh cũng có, rồi bia cũng có. Lúc sinh thời thì ông ngoại cũng rất là thích uống bia đó, nên là các cô các chú các cậu mợ thì cũng cúng. Có người thì làm đồ chay, có người thì mua làm đồ mặn. Cái này giống như cái này gọi là vịt nấu rượu, gà hấp rượu. Gà hấp rượu. Còn cái phần bánh bông lan ở phía trên là có khóm nè,
sâu dị. Sâu dị thì ở phía dưới này có mè mè đó. Sâu dị dịch gà ác hầm thuốc bắc, đúng không? Gà ác hầm thuốc bắc. Rồi cái này giống như cái món gì mà thấy có con tôm vậy? Bánh củ cải hả? Bánh là bánh mặn luôn hả? Bánh mặn. Có con tôm khô nữa. Còn này là giống như vịt nướng. Vịt nướng đang nướng bên đây nè. Thì nướng chín bao nhiêu mình cúng bao nhiêu. Cho nó nóng, với lại nó không có bị ruột. Còn cái phần này là vịt Bắc Kinh, xong thị cũng Bắc Kinh nguyên con. Mua ngoài Châu Đốc đem vào. Mua của quay Phương Nam của Hy Tiên. Hy Tiên. Đặt bữa sáng nay thì Hy quay cho mình luôn. Đây là cậu Tư nè. Cậu Tư. Còn những phần kia là phần mộ của ông bà. Ông bà xưa, ông biết ông bà ông cố vậy đó. Cũng xưa lắm. Đi với mẹ cho mẹ chứ thích cho mẹ nha. Ủa mẹ, mấy cái phần mộ này là của ai vậy mẹ ha? Tại vì con thường thì con thấy là ông ngoại con biết rồi nè. Còn cậu cháu thì biết rồi. Nè đây nè, ông cừu nội nè. Ông cừu nội là ông nội của mẹ nè. Dạ. Bà nội của mẹ nè. Còn là của bên đó là ông chú, bên, ông chú, chú Te đó. Là chú là con Út kêu ông đó. Ông Út. Ông Út. Út đó, ông Út của con đó. Ông Út lúc trước là Út. Rồi đây là bà nội của mẹ. Bà nội của mẹ. Bà nội của mẹ đó là bà cô của con. Ở bên đây thêm bữa nay dựng rạp nữa ha. Còn bên đây là của bà ba đó. Bà ba mới có đem cốt của ba của bà ba về. Dạ. Thành ra là bữa nay là cúng tạ mã luôn. Vậy là mới làm xong. Mới làm xong cái bên kia. Thành ra bữa nay là cúng tạ mã luôn. Đó đây. Hay gì trước thì chôn rồi xong rồi mới lấy cái thời gian lấy cốt á thì sẽ đem lại đất nhà để mà chôn lại làm cái mã. Hôm nay là ngày tạ mã. Rồi sao đó cũng là bà con ở bên ba cũng bên bà chín này nọ kia đó cũng dạ. Bên cũng trong dòng họ bên ba đó cũng có về đây. Thường tạ mã thì thường các cô để sẽ để những cái giấy đỏ đỏ hoặc là kim tiến á. Thường là mình thấy đi tạ mã. Sáng nay thì thấy các cô các chị chia sẻ nhiều trên mạng lắm, đó là ngày hôm nay đi tạ mã. Cái giấy này là cái nghĩa là gì? Chắc là cho đẹp không ha? Thì cũng như bữa hôm nay là ngày Thanh Minh đó, là giống như ngày Tết của các hương linh. Giống như thường thường Tết dân gian thì cũng ta cũng có con trang trí nhà cửa cho đẹp vậy đó. Thì cái này thì ý nghĩa cũng vậy. Dạ. Giống như nhìn vô thấy không màu sắc tươi này nọ kia gì. Mà đó, biết là gì có gia đình mà đến để mà cúng bái. Đã cúng bái rồi đó. Như, sửa sổ ăn Tết nhà mới đó. Ngày Thanh Minh là cũng như cái ngày Tết của các hương linh, cho nên tất cả mọi người cũng thấy là đều đi tảo mộ hết. Và những nơi nào mộ là để lâu mà một năm cái ta đến để vệ sinh sạch sẽ hết, rồi giống như trang hoàng, giống như cái người sống mà một năm cái ta trang hoàng nhà cửa để ăn Tết vậy đó. Dạ. Còn ở Thanh Minh thì cái ngày đó là trang hoàng lại. Mà trước thì là cái phong tục này là của người Hoa. Mà mình á, người Việt của mình á thì chỉ có một ngày là ngày cuối năm, là ngày gì phát mã cuối năm á, để làm sạch sẽ mồ mã sạch sẽ, giống như đến là vệ sinh sạch sẽ hết rồi trang hoàng này nọ kia cho nó như vậy. Dạ. Bên ông nội con ngày đây ngày xưa thì thường thường cũng có gốc hoa hết. Dạ. Nên là mình sẽ ăn hai mình sẽ đến hai ngày luôn, mình cũng được ăn Tết hai ngày. Dạ. Thường là Thanh Minh á cũng vô tháng 3, tháng 2, tháng 3 đầu cũng như đầu năm. Rồi cuối năm cái mình ăn Tết thêm một lần nữa. Cái quầy chuối đó thì chắc mình trước Tết là mình đến giờ là cũng mấy tháng rồi, chắc nó to. Nè đây là của cô Trài nè, là cũng là cô của mẹ, là dạng em có ba mà em bà con bạn gì á. Dạ. Đó thì cũng về đây. Em ông ngoại. Cũng đó. Xa xưa quá không có mẹ chắc cũng không biết. Cũng về đây giờ cũng sửa sang cũng khang trang lại rồi. Thường thì bên ngoại là sẽ cúng, sẽ chôn như vậy, có những cái mộ như vậy. Còn mà bên nội thì là thường là bên nội là theo di nguyện là thiêu
thiêu à, sạch sẽ hơn để vô bảo đồng. Ừ. Cho nên là mình có bảo đồng để cốt cái mình đưa vô. Dạ. Còn bên này là hồi thời xưa thì ta hay là thích chôn, này chôn. Giống như hồi đó tới giờ bên này đã chôn rồi, đã người trước là đã chôn rồi, ra cái người sau mình cũng dạ. chôn luôn. Nhưng mà nếu mà đất nhà thì đỡ thế mẹ, còn ừ. nếu mà đất mà mình xài mà mình sử dụng đất trong nghĩa trang á, thì là phải trong vòng mười mấy năm là mình phải lấy cốt ra, mình lấy cốt mình phải làm lại, mình kiếm đất mình chôn lại. Đất này thì đất nhà mình tới đó, nhưng mà cũng sao mình cũng nghe nói thì càng lúc đất hồi ngày xưa ở đây á, thì cái dạng cũng trong quê khúc này thì nó cũng hoang vắng lắm là hồi ngày xưa á. Dạ. Nhưng mà bây giờ á, theo kinh tế thị trường thì ngày nó càng sung túc rồi, cho nên là đất chỗ này nghe nói mai mốt nó giải tỏa, cũng giải tỏa sao đó, chưa biết mà nghe phong phanh là như vậy. Vì giải tỏa là không cho làm mộ, không cho làm mộ nó giải tỏa. Khu này là khu dân cư thì chắc là nó sẽ đền bù rồi mình phải mua chỗ khác đó. Thì nghe nói là như vậy đó, nghe là cuối năm mộ mộ mã thì thường không có để ngoài trung tâm được đó cả nhà. Bây giờ cả nhà thấy là ở phía ngoài này là mặt đường lớn rồi nè, nhà rất là nhiều luôn, xa xát nhau. Nhưng mà lâu quá như thế này chắc là mai mốt mà nếu mà có nó có giải tỏa thật sự thì chắc để bàn với gia đình mình nên làm cái bảo đồng. Tại vì mấy cái nơi này là nhiều năm lắm rồi. Dạ. Ông bà ngày xưa là nhiều chục năm lắm rồi. Mấy chục năm. Cho nên là mình lấy cốt rồi mình làm cái bảo đồng giống như bên nội mà thấy là rất là tiện. Giống như xây cái bảo đồng to vậy, bảo đồng. Là cốt mọi người ơi. Bảo đồng thì thường thường trên đó mình cũng có ba cái cấp. Dạ. Thí dụ như ông cồ, ông sơ gì lớn nhất thì đưa từng trên. Chứ đó, con tưởng là chỉ có một cái học như có cái bàn vậy thôi. Có trong nó có từng có từng. Kể như ông bà nào lớn thì ở từng trên, ông bà nào về cái cấp mà thí dụ như anh em của anh em với nhau đó thì cấp đó, rồi con cháu hay gì thì cấp dưới nữa. Đúng ra nếu mà mình mà giữ được hết làm 9 cấp, nhưng mà thường thường là làm 3 cấp là đủ. 3 cấp. Tam đại đồng đường 13. Vì nếu mà cốt thì mình chỉ giữ lại một phần cốc nhỏ giống như tách trà mình thôi, chứ đâu có để nguyên một hũ to như vậy đâu. Ngày xưa thì để cái hũ lớn lắm, mà sau này cái bữa như bữa hổm ra cái cốt của ba đó mình làm nhỏ thôi để tượng trưng thôi. Chứ đúng ra thì giống như để lưu lại đó để cho con cháu sau này biết có cái cốt ở đó để mà về. Chứ như bữa hổm mà ý nguyện mẹ mình nó thôi rải hết ra xong cho mát mẻ chừa đi chi cho một chút. Nhưng mà thật sự suy nghĩ thì giống như thôi các con cũng nhớ rồi, rồi đó cũng có cốt ba của mẹ ở đó, hoặc là ông nội bà nội ngoại bà ngoại ở đó cũng nên đi về. Ví dụ như có chồng hay là có gia đình gì ở xứ nào cũng nhớ là ngày thanh minh đó để quy tụ về, thì cũng là một cái ngày đoàn viên như vậy, cũng rất là quý. Để con cháu nhiều thế hệ gặp nhau để biết nhau nữa, khi đi làm xa không biết. Bây giờ là nhờ cái ngày thanh minh này nè mà con cháu các nơi đều đổ về đây để mà cúng ông bà. Có những người mình chưa từng thấy mặt, chưa biết bà con dòng họ, chứ nhiều khi gặp ở ngoài đường. Nhiều khi gặp ngoài đường có khi mình còn gây lộn đó, mình không biết là gia đình của mình luôn á. Những trường hợp thương nhau rồi biết bà con đó, xa lắm. Nhiều khi ở xa, nhiều khi có khi về, có khi không. Bởi vì giờ cúng xong thì gia đình sẽ quay quần ở đây ăn uống, xong rồi mới đi về là ăn uống tại khu vực này luôn. Cái này là cũng là truyền thống ngày xưa rồi, hồi lúc còn ông ngoại tụi con đó nha. Là thanh minh là bây giờ gặp này là anh ba mới vừa làm lại, thành ra nó khang trang, chứ ngày xưa ở đây là đất không à. Rồi trải cái miếng bạc vậy đó. Rồi nhà thờ ông ngoại con lận. Rồi cúng xong hết rồi cái quy tụ về đây cái ăn uống xong rồi mới về. Thì giờ mình cũng giữ thì truyền thống đó, cúng xong là mình ở đây để mình tụ họp để ăn uống rồi cùng với nhau vui vẻ trong cái một ngày. Rồi cái xong rồi cái ai về nhà nấy, rồi là có người ở rất là xa. Dạ. Kìa có mấy cô bác ở Long Xuyên. Ở Long Xuyên xuống hoặc xuống là những người ở xa tỉnh khác nữa thì cũng quy tụ về đây thì cũng một ngày cũng sum họp vui vẻ. Dạ. Có cái cây này cây tùng á, cái cây còng, cái còng á, cái này cây tùng hả, cái này cây còng, cái tùng, cái tùng là cây giống như cây hông rồi đúng không? Cây này là cây còng hay là cây mai tây? Cây còng, con nói đúng mà. Cây này là cây còng. Cây còng là sao? Mai tây là sao? Qua giải thích dùm cái cọng cây mai tây nữa. Bây giờ nhìn có cái trái không? Cây cọng là cây mai tây là leo
được, còn cây còng là leo không được. Nếu ai muốn biết cây này cây me tây thì leo thử đi, nếu leo được nó là cây me tây. Cây me tây là có gai mà đúng không? Ừ. Cái trái nó giống như trái trái. Cái đó là cây me nước con. Cây có gai me nước. Mà sao cây này có bông mà mình thấy trái chưa? Hình như chưa thấy trái phải không? Cây me tây trái dẹp dài giống cây cái gì? Giống cây điệp bây giờ. Ờ giống cây điệp đó, giống cây điệp đó. Không nói vui thôi, nó là me tây luôn đó con. Ủa gì vậy là còng luôn, là me tây luôn. Cây còng với cái me tây luôn hả? Đúng rồi. Vậy khán giả ơi, khán giả có thể là nhìn lên cho Song Hỷ một cái đáp án chính xác, đó là cây còng hay là cây me tây. Cái bông nè. Cứ mỗi năm đi về đây là đều cãi nhau cây me tây với cây me cây đào còng. Đó là trái me tây. Đó rớt đó. Trái này ăn được không vậy? Hôm bữa con cũng lấy cái trái gì con đập ra. Cái hộp trong rồi lấy mình rang. Để con đập nữa, cái đó nấu nước mắm sao? Đập vào đây. Phải để đường, để bột ngọt, để đường. Đây nó nghe luôn á. Ăn lên nó ngọt ngọt. Là chỗ lấy chém mà đập trái này nó ngọt ngọt chứ. Bà ơi. Trời ơi. Mê tây là để cho ông tây cũng ăn hả? Nó là một cái dạng cũng là cây me. Thế nhưng mà ăn sống được không? Đem qua. À thấy à, mua bánh hồng lan nhỏ gì đó, mua ở đâu nhiều cái à? Là mang qua đây trồng. À, chi hả? Bánh hồng lan với mấy bánh hồng lan với mấy hả? À, cái hạt của nó nhỏ nhỏ như vậy nè, bánh nhỏ nhỏ hình như bánh đậu xanh. Đâu có ăn là cây me này giống nước ngoài đem về. Phải mình nữa. À nếu mà mình rang xong thì mình ăn luôn vỏ luôn hả? Nè, cái này là ông Tây bà Đầm nè, nó bà Đầm chính giữa đó, ông Tây xung quanh ông Tây đó. Nhưng mà có tiếng muối không? Đây cả nhà ơi, đây là hoa của cây me tây. Cây me tây. Tưởng bữa giờ tưởng cây còng không mà không biết là cây còng hay cây me tây ông bà cô chú. Đó có ông Tây bà Đầm, con kiếm cái ông nào là ông Tây ông nào. Đúng rồi, có một cái hai. Mẹ hết mà được. Còn cái cùi á, cái cùi một tay một bà Đầm bởi kia bà Tây đó. Ông Tây bà Đầm hả? Ông Tây. Đó là ông Tây đó. Ông Tây. Nhổ ông Tây hết đi thấy bà Đầm. Nhổ ông Tây hết đi. Nhổ hết ông Tây thấy bà Đầm. Ông Tây nè đúng không? Ông Tây nhổ ông Tây luôn nè. Đó. Đó. Nhổ ông Tây. Rồi, dựng lại. Dựng lại. Đó, đó. Thấy bà Đầm không? Đó. 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 Thế nè, giống như thay vì mấy cái này là nó mỏng nè. Còn cái đầu cái mình tây đó. Cái mình của bà này hả, nó mập. Cái này... gì nè, mới thấy hai cái tay nè, thấy không? Ôi, nè. Em mới biết luôn á. Có hai cái tay nè, hai cái tay đó. Chị phải đưa như vậy nè, hai cái tay này đúng không? Nó giống một bà mặt đầm vậy đó. Hai tay chống nạnh đúng không? Cái này là cái mặt nè. Cái đầm xè nè, ông Tây bà Đầm. Dụ gì ông Tây bà Đầm nữa trời. Mà mẹ thấy bà đó bà đứng không? Bà đó đứng bà đưa hai cái tay ra đó. Bà chống nạnh đó. Bà chụp hình đúng không? Dạ, chống nạnh này, còn cái đầu của bà có lỗ mũi bên nè. Còn này là ông Tây. Cái này thì đứng xuống được thôi. Này ông có hai cái chân rồi đương dẹo dẹo nè. Đang múa nữa nè. Trời ơi, đó giờ không biết vụ ông Tây bà Đầm luôn á. Ờ nè, có hai tay thiệt nè chứ. Nè. Đó, có hai tay thiệt nè. Đó, có cái tóc mà làm như nó dài dài nè. Xưa lấy mấy cái cây chổi á. Cây cho mình giống con trái để cắt nước đó. Ờ. Lấy mấy cái này xỏ vô. Cái có cái râu mình quét giống như cây chổi nước nhẹ mình ghê vậy. Ờ cũng cứng ha, cái này hoành tráng ha. Em không biết cái này luôn, nhỏ không có chơi cái này nè. Ừ. Nè có hai cái tay nè, đưa lấy nè, mặt áo đầm rõ ràng luôn nè. Em có chơi cây cỏ mà giống như chơi cái gì, hai cái đập chi gà, hai cái tay đó đương múa giống như cái gì mà múa gì đó, ba lê đó, giống như múa ba lê, hai tay giơ lên đó. Đó đó, hai cái tay đó cong ra đó, múa ba lê đó. Thấy chưa? Không, có bà Lê. Cái máy này không có bắt nét được xa cả nhà. Còn cái bông điệp thì đá gà. Bây giờ là chuẩn bị thêm nữa không? Thêm bạc nữa không? Bên này là bên chai, bên mặn. Để gần nhau đi.
Ủa bộ sống hướng nội sao mà ngồi để... xa dữ vậy? Mình còn bạc không? Mình có thể trải dài nữa không? Sáng để phút này đưa ở để cái đất ngồi. Vậy giờ lấy bạc đi. Cái này là sáng chị Tư là ba, chị Tư là gói nè. Mã nữa mày món kêu đắp vào cao luôn để thấp quá. Sáng là chị Tư là cái này là của mấy gì làm? Còn không? Mì xào. Mì xào với cái này thì gọi là salad trộn. Salad trộn. Rồi cái này là của chị Tư nè, gỏi cuốn nè. Gỏi cuốn sáng chị Tư làm. Có mấy gì làm nữa ngon quá. Còn bên kia là anh Tư nó bụng rồi, hết thùng ra. Rồi ăn bốc quá trời bốc rồi. Nó nghe nè, tại vì tài xế là được quyền ăn chứ không có được quyền uống. Ủa em nhớ sáng là ăn rồi mà. Rồi đúng là liền rồi, làm ngon. Thêm một cái thêm mâm chai ở đây nữa nè. Con này là con vịt chạy đồng hay giờ ấm nhôm vậy? Vịt chạy đồng. Vịt đó người đi làm nó khen đó, giờ hai con vịt quá tốt luôn. Mấy vịt kia ta đem đậu mà luôn. Vịt chạy đồng với con vịt đẻ. Bây giờ hỏi trong bà con mình coi người nào là ở xa cho đóng nhất coi, giơ tay lên coi. Ai xa cho đóng nhất? Ở xa cho đóng. Gì? Tên gì quên. Ai hết lông xiêu không? Giơ tay lên. Ở xa nhất giơ tay lên. Đâu giới thiệu tên gì, ở xa bao nhiêu cây số? Long Xuyên mãi đến. Long Xuyên lên đây chắc cũng ai cho đón giơ tay lên. Chắc cũng 60 chục cây số, 60 chục. Trời ơi, ông bóp hai tay luôn rồi kìa. Châu Đốc. Châu Đốc là đông nhất đúng không? Chi Tôm. Rồi nàng này, Chi Tôm hả? Tiên. Ông tính tiền hôm nay có tiền à. Chi Tôm. Dâu gì Úc, ở đâu là Chi Tôm? Có ba địa điểm. Chi Tôm với Long Xuyên chỗ nào xa hơn kìa? Hai đường đi dằn bằng nhau hay gì? Chi Đốc ở giữa. Thì cho mình tính từ Chi Đốc. Mà nếu mà muốn đi hai cái thì phải đi qua Chi Đốc. Nhưng mà Long Xuyên xa hơn, tại vì mình tính ở chỗ này nơi này là tỉnh biên rồi. Tỉnh biên đi Chi Tôm là nó gần hơn. Còn Long Xuyên mà đi qua Châu Đốc rồi đi tới đây nữa là xa hơn. Đúng dạ, không? Dạ. Còn Chi Tôm lại đây thì sẽ gần hơn. Mồi bén. Ơi, cái điểm đến này nè. Mồi bén. Vì hằng xử giờ cứ đầu cho nó bấy luôn nha, đừng cho gió mỏ gì nè. Sáng này trời ơi, nói thật sự là ngày bán vịt quay của... Thì xử đầu hằng, sao đầu hằng thấy gì đâu mà cột tùm lum chân nè. Các cô, các chú gì bán vịt quay, bán không biết, không có đồ. Tới sáng là tới 7-8 giờ là hết trơn những cái xe dịch ở Châu Đốc. Hằng là đầu bếp với chiến đây, đầu bếp chiến bởi vì cái đầu cũng chiến đấu nữa kìa, nó cổ tùm lum tà la hết trơn kìa. Dì Út. Đó. Dì Út của sông Hỷ đó. Đó, đầu bếp chiến đó. Cái đầu cũng chiến đấu nữa kìa. Cái này mà nó chín rồi hay vậy, dòng ra. Này nó hơi gấp cái gì? Bữa nay là ngay ngày chánh cho nên là dịch. Ôi cái phao câu kìa. Heo quay bán đắt dữ lắm. Thịt quay quay ở trong thịt nó còn luộc luộc. Không, thịt quay bữa nay thì thường là luộc không à. Luộc nướng. Bữa nay bánh hỏi giống mọi khi đi cũng đắt lắm ha. Dạ. Trời ơi, cái phao câu béo. Béo ngậy luôn á. Đau. Thông cảm đi cả nhà ơi, vì nữa không còn kìa. Chín cái đó, chín tới vậy nó ngọt. Nó... Từ 7 giờ sáng hả? Từ 7 giờ sáng tới 10 giờ. Ôi. Ôi. Không. Chốt đơn. Chốt cái con ngồi con nhìn thôi chứ con không ăn. Tại vì con ăn tương mà. Cơm vô à. Con ăn tương. Năm nay có bông vô rồi. Bông bà đầm bông tây quá trời rồi. Ông tây bà con dâu của bà hai. Tây bà đầm quá trời luôn. Ông tây bà đầm rụng lả tả nhưng
trời ơi ăn quá ăn luôn. Cái này là mình cắt ra luôn hả? Chứ nãy con thấy có cái miếng kia sao không lấy da vịt cái quấn. Quấn từ từ chắc ăn không kịp đâu. Không có giòn. Tại vì nãy giờ mình lấy chắc phải chậm rồi. Lại lúc mình chảo vô mình đâu mới làm ra chị mình phải phơi ra cho ráo hả? Mới nướng xong mình phải để. Nếu mà ăn muốn ăn luôn vịt mà da nó giòn là khi mà mình quay ra rồi mình lóc nó ra liền luôn rồi mình ăn liền. À. Nó kiểu mà mình để lúc nào nó hầm rồi mà để trong hơi là nó cũng mềm hầm hơi thôi á. Nó vừa đem trong nồi lò ra là em chở con chở đi đâu vô xe liền. Chứ không hồi nãy là cưng đừng để nắp để cho nó trần trụi vậy đó. Trần trụi sợ ăn vịt ở ngoài thị trường không ngon á. Đặt thịt tiên chắc ăn nhất. Trời ơi. Quay quay chính xác luôn. Nãy tao để trên nóc xe đó tôi hơi nắng ngoài vô tới đây luôn là bảo đảm giòn khấu. Sao con về được thêm một lần nữa. Sao khi mà mình phơi xong á lại mình tới như tới nơi là không còn con vịt không nữa. Không cái gì. Vậy phơi vậy là mình mở con vịt ra hay là để trong hộp phơi luôn? Mở ra. Treo lên. Nếu mà mở ra thành vịt bóng đêm luôn. Tại vì nó bụi á. Dính đất dính sình dính tùm lum tè le luôn. Thật sự là cái này giống như gọi là tra tấn như tâm lý gì đó. Người ăn chay mà xung quanh là toàn ăn mặn đang ngồi ăn quá trời ăn rồi. Đâu xuống hoài hôm nay bà Tư không thấy bà Tư. Công nhận nghĩa hôm nay không mời hai mờ bình thường á là mời nó không ăn nữa. Hồi sáng này Song Hỷ ăn được hai củ khoai lang. Tới bây giờ hiện tại tới bây giờ thì rất là đói bụng nha cả nhà. Mà đồ ăn thì nhiều lắm luôn. Đó. Cái này nướng lá móc mặt nè. Móc... người Bắc Kinh mà chung ấy. Ủa vậy hả? Chung ấy này là đói quá là mờ mắt vậy đây lộn địa chỉ rồi. Bao câu nè Song Hỷ. Thôi ăn đi mợ. Sao vậy? Mày lắm bao câu nè Song Hỷ. Ngại lớn con ăn đâu. Này có miếng lá nè đâu mà mắc mặt. Ừ. Đây phao câu đây. Phao câu này không hỏi. Trời phao câu này bự quá trời luôn. Trời nó mập ù mập ú luôn. Nó mập ú ú nụ. Ú nụ đằng thiệt luôn á. Hết nổi rồi đó. Dễ ăn giùm đi giống ơi, giống nói hoài vậy giống. Dễ ăn giùm con luôn đi. Y có cái con mén còn chưa hả? Hoa hồi. Chị ba vô ngồi đó đi. Ăn này vô là cái đớ lử luôn. Tê đầu lử luôn. Cắt câu ủa ai làm bánh củ cải vậy? Ăn cái đùi đi. Thử miếng ơi ngon không? Thôi. Còn chắc còn gút bình quá con đi qua bên bạn trai con ăn. Chịu hết nổi chạy nước miếng nãy giờ. Để con lấy thêm à, em quên nữa, em làm một ca cà phê to đùng. Đợi em xíu em đi lấy em ra xem lấy nguyên ca cà phê em đem theo. Đi đâu cũng đeo cà phê vậy nhưng mà hôm nay đi vô trong này nóng lắm, nghe nóng lắm nên là tôi phải làm một ca cà phê to đùng luôn. Uống gì mới gịch. Ở miền Tây cả nhà ơi, uống ly nhỏ không có phê đâu. Uống ca như vậy nè, nó mới đủ đô. Đó. To hơn cái mặt của Song Hỷ nữa. Vậy luôn hả trời. Tuổi thơ đó. Tuổi thơ dữ dội, nãy giờ thấy lúp lúp ở đây không biết làm gì, ai ngờ làm cái cây chổi. Tự kể cho mình chứ. tưởng đứng mình nên làm gì á, tự nhiên đi lại làm cái cây chổi cho Song Hỷ nè. Trời ơi. Giống như cây đánh răng ha. Em được cây chổi nè. Ý đó. Đó. Cây của ổng đây. Sáng đi quên lấy ghế nè. Mẹ ơi, cà phê mẹ uống. Vậy là mình bên đây chai. Này chai nè mẹ. Còn cái này là mặn nha. Cái này là mặn. Thôi quay ngồi nè, lại lên. Cái ghế nè. Có ghế rồi nè. Không, lấy hai cái ghế nè. Ghế nè, bật thêm nè. Chị ngồi đâu mà chị? Cái bật đó. Ngồi đây dễ ngồi nè mẹ. Ghế nè, cái bật đó. Nè, ngồi cái bật này là ghế nè. Rồi Song Hỷ ngồi đâu bây giờ? Song Hỷ ngồi. Mẹ nè. Dễ quay. Ngồi đây hả? Hay ngồi bên đây. Mời mẹ đến chụp hình đi. Mời đâu được hết. Ngồi đây ngồi. Ok. Ai chơi nữa không? Ăn chay mặn qua đây. Vậy là còn không còn ai chay đúng không? Bên đây là mẹ Châu ngồi đây. Phan bên đây chụp hình. Không nhận nghĩa mà dầm có một chén cho mày đó nghe.
quá trời quá đất. Cái này là ta sợ vợ chơi gì dạ ngồi đây luôn đi mẹ ha. Bữa nay mang bao tay nữa mới ghê. Ra ra chỉnh còn hai chai để luôn rồi không gọi đi cậu. Đâu rồi, đâu rồi. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Mẹ ngồi, mẹ ngồi đây luôn đi. Nhà phóng này nè. Mẹ ngồi đây đi. Đâu ngồi đây rồi. Ủa mình ăn gì mà mình có lò ga nữa vậy? Mình đâu có ăn gà đâu. Bây giờ qua đây đúng không? Tính gì vậy? Đâu ngồi với ngủ vật kìa ngoài. Hôm nay đi chỗ mình đi. Dưới á, ngoan. Từ từ trời. Trời trời. Ăn bụng hết giống rồi. Dập giấy chứ. Trời. Cái mâm này là chai hết. Đổ ra tập. Bây giờ cười lên cả nhà ơi để con chờ con xin tấm hình nha. Dạ thấy qua cười đem cá chụp lên. Nhìn lên. Nhìn lên cho con xin tấm hình. Rồi nhìn máy nè, nhìn máy nè. Giơ giơ tay. Giơ tay lên. Quá vui. Chị ăn đây kìa. Xếp miếng vịt đây kìa. Con nhai nhỏ vậy. Tôi được, có tư luôn, có tư. Được chưa? 1, 2, 3, ok. Ok. Rồi đó. Gì? Đây bằng chai nè. Cho con xin canh nước hay gì con uống miếng nước. Con sắp xỉu. Con có đem cà phê nhà ai cứ uống uống nha. Dài quá dài sao chị? Uống mẹ. Biểu đòn. Yeah. Uống cà phê đi. Uống cà phê cho nãy vô mặt luôn rồi. Này vô xăng đi. Mà tao bán chợ toàn vịt tiêu thịt, vịt nuôi lấy thịt không mà cho ăn thức ăn thôi. Chứ đây vịt lấy xương. Nhà nuôi để lấy thịt cũng khác chứ vịt là hả rồng, nó nuôi để lấy trứng. Nước hả? Nhờ mày tao cho tao làm nhau đó. Này mình để cho trứng đi. Nó nuôi để lấy trứng thôi. Mì nè. Thịt trứng nè. Ngô Phật ạ. Mà nó không cho mặt nó lấy thịt thôi. Con thấy vịt vịt chạy đồng là ngon nhất. Ngon quá. Ngon quá. Uống bia đâu cho đi biếu rồi. Cái món hàng cũng chay nữa hả hả? Út. Ôi dây á. Món nó chay nữa. Út ăn mặn mà cũng qua đây luôn hả? Rồi lỗ nha. Có bánh bao nữa. Bánh bao mình ăn chay được không? Này mắm chay. Chay một cái bánh bao đi cho mẹ đi. Chỗ mâm chai người ta lại rồi lấy ly cho mẹ của anh ơi em ơi. Ok. Lấy ly cho mẹ con. Sao nó hoài nó chữ đó. Còn cái bà này còn xin cái chén với đầy đũa nữa coi. Xin chén đầy đũa nữa coi. Cái bao này ngon nè mẹ. Cho người yêu của tôi coi, nãy giờ không ai nhắc người yêu tôi. Rủ anh yêu lên mà quên rủ anh yêu xuống xe. Bà ba em về gửi qua cho bà ba. Về gấp cho người yêu tôi ngồi đây nè. Ai ngồi đâu? Ngồi đây kế bên. Đi bia được của ai vậy? Chưa có chi á. Ta dân chưa. Dạ, ông bia thấy ông bia. Chào ông Phước nha, ông Phước. Ủa ca kìa, lại góp cho ca không? Có đủ không? Đây không? Cũng số gì sao mà có vụ này nữa? Này còn ăn còn trúng không? Bia này còn trúng không? Đây, yêu ơi, người yêu. Biết đâu? Dư rồi mẹ ơi. Vậy? Ôi chúng nghe. Chúng không? Chúng không? Để em bật thử coi có tốn tiền có tiền không nha. Ủa để chúng bia có chúng bia không? Bia không có. Ủa vậy là không có chúng rồi. Chúng ai chúng hoài vậy bà? Vậy là uống đi là không tiền không? Về uống luôn là không tiền không? Chúc bạn may mắn lần sau. Chúc bạn may mắn lần sau nha. Thử coi bây giờ bây giờ là chặt chặt lắc đó. Rồi món mì chay đây. Mời cả nhà nha. Mời anh caramel nha. Xíu nữa ăn ăn mặn thì ăn sau nha, tại vì xong hay ăn tương rồi. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Cái này ngon này cho caramel cầm này ăn đỡ bụng đi. Cái này rất là ngon, caramel ăn nè, ăn dằn bụng đi.
kìa có mồi nữa kìa. Rồi, mời mọi người nha, này món chay. Rồi, rồi. Đúng rồi. Rồi vô miếng gì ba ơi? Cứng vô à, mấy chục năm cho em mới chị gặp ba là nào này hả? Vô. 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 Con xếp đồ đi ăn đi. Đúng rồi, đúng rồi. Ba mẹ đi chung lại đi. Uống chung đi. Ba mẹ đi chung rồi. Uống chung đi mình ơi. Ờ, tụi này đang là đái hạnh. Ghê, 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 ghê. Xé được rồi, vô. Bây giờ chị ba. Vô, vô, vô. Mẹ mới tới hả? Rồi. À, thu xếp lại cho hai người, ba người mới tới luôn. Cái đó, cái đó phải là phải lót ở dưới, có miếng bạc nào lót dưới bung ra. Rồi, chen chen vô. Nhúc nhích, chen chen chen. Hết chỗ ba ngồi á. Ừ, kệ. Nhỏ nhỏ ba rồi, chỗ có đó. Bưng xuống đi, nhớ đâu? Còn gọn không? Đâu nữa? Má là con Tư ngồi chỗ ông rồi. Nè. Xích lên, xích lên. Xích lên cho dưới dùng lên. Thì ngồi đây, nhưng vẫn ngồi đây. Được chưa tôi được không? Thì tôi gọi đây rồi sao cậu Tư ăn? Ờ vừa được rồi, cho ông không vừa. Thì cái thì có cái bực đó. Kéo kéo đồ ăn xích tới. Trang đẩy đồ ăn xích tới. Trang đẩy cái đồ ăn rồi xích tới đây một chút. Ừ. Ừ đây nè. Rồi gì cũng vậy thôi. Đồ canh để nước vô vô. Hả? Lại để nước vô hết rồi. À, tưởng là chưa để là nãy giờ là anh mà khét luôn mới vô. Rồi khét luôn. Vô. Vô. Lắm rồi, đi đâu lắm? Nóng lên. Chưa ta chưa ổn định lắm này, để chúng nó đi cho nó. Chưa ăn nó đâu, bạn chưa chưa sôi động không? Dạ, bên nhà trai phải không? Hôm nay bên nhà gái à. Đứng đứa kia lên cho nóng. Nó sẽ ngon. Cái sợi đất này mẹ thấy sử dụng không? Mẹ đứng giống bao màng là ăn ăn nhà ăn nhà. Thôi với ăn gạo ngon. Sợi đất luôn á trời trời. Ăn miếng thì có cái là no luôn, có mén mấy mén. Sao mà hồi nãy con đi qua bên kia là con né, con sợ dính đồ mặn mà gót cuộc gì ngồi đối diện con luôn á. Ngon. Ngon. Gì có dịch con có bánh bao. Cái nó chai để bản cho bên trai mà ăn kìa. Cái gì? Mặn thì dễ, bên trai ta ăn thiếu rồi chị. Dạ. Có bên trai nhiều lắm. Không hiểu gì. Dạ. Chỉ có gì con là mặn thôi. Bên này là trai, bên kia là gái. Trai thấy gái không vậy? Không có thấy trai. Còn bên nhà gái nó trai không. Cái đó là cái gì? Cái đó là bò bía cuốn vịt đó. Ngon quá mẹ ơi. Lẩm đó. Quá trời ngon. Đúng không mẹ không biết đi. Trời ơi Leon. Gì gì đợi chị con xuống núi xong đi rồi. À, nãy giờ chấm chị rồi. Thì tới công chuyện với chị của con. Nãy giờ gì chấm nghe à, nó có mùi rồi. Vậy cho con miếng ớt đi. Bỏ cái da tưởng theo đường mà. Kìa, à, Út nó tổng thậu đâu giới thiệu những cái món à, bên bên đàn trai. Bên đàn, đàn đây gái. Đây đàn gái đi, bên đây đàn trai à. Đây là... Món này món gì? Gà hấp rượu, là gà tre, gà nuôi nhà nhưng mà nhà người ta nuôi. Người nào nấu, người nào nấu món đó? À, dì Út nấu. Trời ơi, giỏi ha. Rồi. Cứ ăn đi. Cái món nào là ngon thì Út nấu, còn món nào không ngon là phải Út nấu đó. Mua. Ủa, nó mua phải không? Mua tại đây cái tiệm nó lu bu quá bán nấu dở phải không? Ừ. Món này là vịt quê Bắc Kinh. Nhà nấu luôn nhà người ta. Nhà người ta nấu. Rồi nhà hàng. Ờ nhà hàng nấu, mà nhà hàng nấu. Đó là xoài, xoài nhà chồng, nhà chồng thiệt. Ờ đó xoài nhà nhà chồng thiệt. Ờ có cái món gì không hợp ngon hả? Bánh củ cải. Ờ, cái này chắc mua quá. Của nhà Vĩnh An.
nhà làm ở bên cái này làm món nó ngon đó. Bên kia bán có bông à, gem bông trúng thưởng nhà làm mà nhà người ta luôn, nhà ta luôn. Chỉ có xài là nhà mình trồng thôi. Ờ, dăm bông hấp dẫn ha. Với lá chuối nhà của nhà phải không? Không, lá chuối cũng nhà ta luôn. Cũng nhà ta luôn đó hả? Của hàng xóm đó. Của hàng xóm. Của hàng xóm. Lá chuối của mấy ông chủ mà. Ngàn hả cho. Ở Đẳng còn món gì là lạ lạ, bánh bao. Bánh bao mặn luôn hả? Bè mấy lồng bia lấy. Món này không ngon. Cái ổ cuốn chị Tư làm nè. Gỏi cuốn là bộ hấp dẫn nha. Đâu rồi, gỏi cuốn này đây. Đây mẹ, mẹ làm cái không? Cái gì giống buffet đồi nữa. Thôi nữa, cuốn hấp dẫn nữa. Rồi, mời cả nhà cái món mà gỏi cuốn chay này của Rau Thứ Tư mình nè. Đó, quá hấp dẫn luôn, bị cộng bự bự thôi luôn. Họ nấu chuyên đám giỗ, đám cưới, đám sinh nhật. Ừ, thơm á, ngon. Cái đồ chua này chị Tư làm ngon. Đa số là nấu đám giỗ. Giỗ mày không chơi gì. Ngon quá, em ấy cho âm Thiện Hảo cuốn đi. Thiện Hảo ơi, ăn cuốn đi Thiện Hảo. Ngon quá à. Đang định mở dịch vụ đám cưới, nấu đám cưới đó. Cuốn tôi chơi nha. Ông Sáu bước rồi về đi ăn nha. Chanh thì mới bỏ. Kỳ rồi cũng ngồi gần Tư Hùng đó, giờ cũng ngồi gần Tư Hùng luôn nè. Rồi, cụng ly. Thấm cho tay đó không à. Vụ gì vậy? Đi kiếm mày liền coi đi kiếm. Nhớ năm rồi quá ha. Năm rồi là anh em ngồi gần đây thủ thỉ đó. Mà công nhận cái gỏi cuốn này nè. Cái chả bây giờ nó làm giống như y chang chả cá mình á. Cái mùi nó y chang luôn. Mì ngon ha, này rất mô Phật à. Hú hồn. Hay là lòng bia đó. Đâu, lộn rồi. Ăn chay được rồi. Lộn tiệm rồi. Để bẩm đây bên nặng trai không à. Tâm con đã tịnh. Cái món này là phải để cho nhân nó nấu á, Nga nấu gì nha. Món gì vậy? Món gà. Không câu quá trời luôn kìa. Gà đen. Khó đây đâu vậy. Cái phao câu nó nhấp vô kìa bên đó luôn kìa. Gà này đang là nó bị da đi ông Thiên ghé mua. Để phải nấu nè. Gắp đi gắp cho Nga càng ngay. Thôi được rồi, được rồi, được rồi. Bữa nay là mình cho táo này thôi, mình định găng táo nữa. Ủa ơi. À Hằng. Dạ. Bên kia phao câu nhấp vô che mắt xong hỉ rồi đi. Cảm ơn nhìn. Câu quá. Nhìn về hướng khác đi. Cái lúc mà con ăn mặn á thì mua có một hai con thôi, có hai phao câu thôi, bây giờ đóng luôn. Nãy giờ đếm. Nãy giờ là con đếm là nhiều phao câu lắm luôn. Cái phao kỳ dịch mới là con liếc mà giờ con hết liếc luôn. Bây giờ bẻ nó hướng nhìn về phương trời xa đi, đừng nhìn hơi gần. Nhìn thấy nó mà cứ đập vô ngay mắt hoài phải không? Liếc hoài. Vô ơi. Vô. Một, hai, ba, vô. Vô. Hai bà vô, hai bà gì đó, la lớn lên. Ngon bà ba. Chị Tư con làm á. Cái nước mắm ngon. Chặt nó làm sáu đi. Dạ. Bây giờ nghĩ sao vậy? Ăn vịt mà toàn là xé không à. Để kéo nè. Để chị phải nín thở lại. Chị phải nín thở nha. Chị mà ngửi được cái mùi đó là chị ăn mặn đó. Nín thở lại. Đừng có đâu. Bộ thấy là ăn dính miệng hay là bộ quay qua mi gì đó. Đũa cắt luôn. Không có chém mục tiêu á, mục tiêu chấm dịch thôi, vô tôi quên chấm. Dạ, anh xé giùm vậy cái con. Ủa còn bánh quy nè. Đâu, bánh quy đâu. Bánh ít đi qua, bánh quy quay lại cái gì đó hả? Ủa sao nãy giờ không kèm ra cúng? Không phải, cái này có con à. Bánh ít đi, quy lại. À, bánh ít đi, bánh quy lại. Con mượn cái nhà, con cho cả nhà thấy cái bánh quy. Cái bánh ít là nó tròn tròn bự bự như vậy nè. Còn bánh này bánh quy thường tảo mã tảo mộ mới có nhiều, với bánh bò.
Đây là bánh quy nha cả nhà. Ở phía trong hình như con nhớ không làm là hình như có dừa, xiên đậu với dừa xanh. Còn bánh bò như vậy nè, bánh bò mấy cái nhỏ nhỏ thường cúng thanh minh đó thì thường cúng mấy cái bánh bò nhỏ nhỏ như vậy nè. Bây giờ trả lại. Cho con gửi lại. Mời một cái ba vô đi. Vô. Vô. 2 3. Vô. Con chơi là phải ca bự hơn con mới chịu. Uống nghe một bước rồi. Uống bia nè. Uống bia nè. Mẹ bắt vậy cho nó thường coi đi. Con đúng rồi. Mượn mạng hả? Mất mạng rồi. Đồ của mẹ nó cho mượn mạng rồi. Chị có mạng chưa phát cho em đi. Em lấy điện thoại cho nó coi nó. Nè đây nè. Cái đòn mới giao nè. Đó là đánh liền nó la là. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Kêu con mang bắt bây giờ. Đúng rồi, lên iPhone của mẹ. Vậy ngồi không mẹ? Sáu ơi, vậy ngồi không? Bác Sáu ơi. Ngồi bệt chứ. Kêu bác Sáu kêu đạo là. Không đem chị ngồi dựng. Đang nói vậy vô á. Vô đang chạy đó. Được không? Đồng, anh đang chạy. Giỏi anh chạy dễ lặn. Nói được. Thấy ông lấy lát kìa. Đưa nó chai nước. Đưa nó giò đừng có ăn cho Nghĩa ăn nha. Giống mày theo rừng nữa coi không? Theo không? Dây dây không? Chân gà. Cắt nó liền còn. Ăn gì ngon nhất. Mà thường nếu mà phát lại trên đây nó có cái gì đó. Chứ cảm ơn ông ơi. Không xanh không. Còn là con cũng lớn à. Cái này nè, để ra chuối rồi thấy dân giả kìa. Nó sẽ hiển thị lên cái cục, không biết có cục xanh xanh không. Bây giờ đi kiếm thôi. Hai mũi tên đó là 3G hoặc là 3 gì đó. Chị kéo xuống, chị bấm vô đây. Đó. Điểm cập nhật cá nhân. Xài nó ngon rồi. Ăn mới xài đi phước rồi. Gà này là gà ác. Gà trên con chuối sao vậy? Không nào. Gà nấu rượu. Lông bia của ai? Của mẹ. Ở gì? Thấy không? Chị tắt lại. Chị tắt thì mở lên lại. Kéo cái máy của chị xuống. Có mòn gió mát quá. Ăn đi vô ăn. Ơi có khách mua đồ mà chưa nghe điện thoại được cả nhà ơi. Cả nhà thông cảm xíu nữa xong thì sẽ điện lại nha. Nhiều khi mà mình trong cái thời gian mình quay á, mình muốn cho nó liền mạch hơn, không có nghe điện thoại được, cả nhà thông cảm giúp xong thì. Ủa sao kỳ vậy ta? Gào không được. Không được rồi. Cái máy bắt đầu kết nối cho em chơi nha. Chơi. Ai? Chơi. Máy qua đây kết nối cho lẹ. Nè. Dây gì? Kết nối đi. Tại vì nhiều khi mình giới hạn á, những cái máy lạ người ta không có coi được. Đâu có 4G nữa kìa. Cả nhà ơi, thì hôm nay là ngày Thanh Minh ở miền Tây nha cả nhà. Đây cũng là một cái phong tục tập quán của bà con miền Tây. Khi mà tới Thanh Minh đó thì bà con dòng họ các nơi đều đổ về trong những cái ngày này để mà cùng quay quần với nhau, cúng ông bà, dọn dẹp mồ mả của ông bà rồi ăn những cái mâm ăn cùng với bên ông bà trong một năm. Hôm nay thì cũng xong hãy đi cùng với mẹ, cùng với các dì, các cậu, các mợ, các chị và có các cô ở từ ở Long Xuyên đến đây luôn. Trong Chi Tôn cũng đi ra nữa. Đây là một cái nét văn hóa đặc trưng ở miền Tây quê của Sông Hỷ. Hy vọng mong bà cô chú sẽ luôn yêu thương Sông Hỷ, đồng hành cùng với Sông Hỷ để Sông Hỷ có thể là chia sẻ nhiều hơn về những cái nét văn hóa, những cái phong tục tập quán ở miền Tây. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại tất cả cô chú anh chị ạ. Bye bye. Xin chào cả nhà. Hiện tại thì Sông Hỷ đang có những cái mặt sản quê nhà của Sông Hỷ. Ông bà cô chú nào có mua những cái sản phẩm này thì ủng hộ cho Sông Hỷ nha. Đây là đường mặt hút nốt nguyên chất 100% và xứ sở của quê hương của Sông Hỷ là đó là cây hút nốt. Và cây hút nốt này là ở phía sau lưng của Sông Hỷ nè.
Và đây cũng là một trong những đặc sản ở quê Sông Hỷ. Từ cái cây này thì mình lấy mặt ra thì mình làm được cái đường hút nốt như thế này. Đường hút nốt này thì có giá là 60.000 cho một hộp 500g. Và cái màu của nó là màu hoa, màu cánh gián nha cả nhà. Rất là đẹp luôn. Đây. Ngoài ra là sản phẩm mà đò kế tiếp của Sông Hỷ muốn gửi đến ông bà cô chú, đó là đũa hút nốt nha. Đũa hút nốt này thì một hộp 10 gói, 10 đôi, có giá là 120.000. Cây này thì chất lượng cây từ 50 năm đến 100 năm. Và ngoài là những cái sản phẩm mà đặc sản của hút nốt thì Sông Hỷ có những đặc sản như là khăn vạch thủ công của đồng bào Chăm 150.000, mắm cá linh, cá sặc, cá chốt, mắm chèn, mắm thái, mắm lóc, rồi nước mắm cá linh của khu vườn của chị Phan Diễm, chậm chéo kênh Hải Sala TV. Ông bà cô chú có thể là liên hệ cho Sông Hỷ số điện thoại Zalo, Viber là 0344226262 nha. Ngoài ra là có YouTube nè, fanpage là Sông Hỷ Vlog. Cả nhà có thể ủng hộ cho Sông Hỷ nha.